như thế. Cho nên là tôi biết cái cảm giác đêm hôm lọ mọ hay là mượn bạn bè người thân tiền đó để lạc vào, nhưng cuối cùng nó càng chơi lại càng thua đó. Thế nên để mà tránh cái trường hợp mà nó bị thua tha như thế, thì hôm nay thì mình có một số mẹo để cho anh em chơi làm sao cho nó ổn định. Mình xác định rằng khi mà mình chơi con game bài đổi thưởng Kawin thì mình phải có những cái tâm lý như nào và mình có những cái chiến thuật đó làm sao. Thì trong video này mình chia sẻ cho anh em một số mẹo anh em nhé. Cái mẹo đầu tiên đó là cái mẹo không được lên thang. Đó, cái yếu tố quan trọng chủ chốt nó rơi đến khoảng tầm là 40% tỷ lệ anh em chiến thắng anh em ạ. Không được tham anh em nhé. Không được tham ở đây là thế nào? Tôi nói ví dụ min rút của con game này thì chỉ có 50k. Đó, các bạn chơi và các bạn kiếm khoảng tầm 50k mình nghĩ không khó đâu. Thực sự nó với anh em mình nghĩ không khó đâu. Ví dụ như bây giờ tôi có 5M đúng không? Tôi vào tôi lật bài cái đó. Giả dụ tôi chọn là 50k. Đấy, tôi chọn bên đen phát. Nó gãy đúng không? Đó, ok. Tâm lý không nên tham anh em nhé. Anh em phải nhớ cho tôi một vấn đề như thế. Đây, cứ gọi cho tôi thắng tầm 50k đi. Đấy, đúng không? Thì bây giờ là bạn lãi khoảng tầm 50k, bạn có dừng không? Đó, đó là cái tâm lý không nên tham. Và cái tâm lý thứ hai là anh em chơi là không được lên quay chơi quá sâu. Giả dụ tôi thua khoảng tầm 2 tay này, tôi sẽ xác định của tôi khoảng tầm là thua khoảng tầm là hoặc là thắng hoặc là chơi khoảng tầm bao nhiêu vòng nữa là tôi sẽ nghỉ. Ok, đó, cái quyết tâm và cái suy nghĩ của tôi nó phải rõ ràng và tôi tuân thủ những cái yếu tố đó. Và cái thứ ba đó là cái anh em khi mà anh em chơi khi mà thua ấy, thì tốt là không nên nạp tiền thêm vào đó, không nên nạp tiền thêm vào anh em nhé. Đó là ba cái yếu tố quyết định nó rơi khoảng tầm là 90% tỷ lệ của anh em chiến thắng đó. Còn 10% đó là về hiểu biết về trò chơi, đúng không anh em? Thì khi ai cũng hiểu cái vấn đề như thế, nhưng mà tại sao anh em cứ chơi ra một đầu cuối cùng là cứ lạp thêm vàng, thì thực sự đó là một cái gì đó rất không hay anh em ạ. Để tránh cái trường hợp như thế, mình chỉ đưa ra cái lời khuyên cho anh em, khi anh em đã tuân thủ một cái nguyên tắc nào thì anh em hãy nhớ áp dụng nguyên tắc đó bất di bất dịch. Và khi mình đủ target là mình phải dừng, và khi mình đủ cái mình đặt ra là mình phải dừng chứ không lên tham làm gì. Hôm nay chia sẻ cho anh em đôi chút về cách chơi con game bài đổi thưởng cá nguyên của mình. Nếu anh em thấy thích cách chơi của mình thì có thể là áp dụng vào trong game. Đó, tôi nói thật với anh em là tôi cũng mất rất nhiều, thế nên là tôi sẽ rút ra được những cái quy tắc như vậy. Và hôm nay cái trò của tôi đó là cái trò quay thú. Rất nhiều anh em chưa biết về con game quay thú và hiểu mông lung và cũng chưa biết cách chơi nào cho nó ổn định anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ luôn cho anh em để cho anh em hiểu cách chơi làm sao cho nó ổn định. Bây giờ tôi sẽ phân ra làm hai bên đó, một bên chim đó và một bên thú anh em ạ. Và bây giờ tôi sẽ lấy cái số vốn của tôi đang có 4.950.000, nhưng mà tôi sẽ quy định rõ làm sao. Anh em hãy lên nhớ nhé, cách chơi này của tôi là cực kỳ là an toàn. Những cái gì nó an toàn nó không bao giờ có lời nhiều, nhưng mà nó bền bỉ anh em nhé. Thì mình sẽ lấy ra tầm là 1M đó, 1M rồi. Và mình sẽ đi vào những cầu nào, vì mình ví dụ nhá, 1M mình sẽ đi khoảng tầm 500k và bên chim một ô này đã, bên chim đúng không? Rồi ok, còn 500k còn lại thì mình sẽ vào đâu? 150k mình vào x8 đó, 150k mình vào x8 đó, và 150k mình vào x8 còn lại, còn 200k thì mình vào x6 anh em nhé. Rồi ok, thì bây giờ nói qua cho anh em biết thì bây giờ mình sẽ chơi để xem cho anh em hiểu là như thế nào anh em ạ. Rồi ok, cầu này thì mình sẽ bỏ nhá. Và anh em cứ yên chí, cách này thì của mình là cực kỳ là hiệu quả anh em ạ. Tỷ lệ thắng nó cũng rơi khoảng tầm là 98-99%, trừ khi trường hợp nó vào cái con x100 hoặc x24 này. Nếu các bạn nào mà muốn chắc cốp hơn nữa thì anh em hãy đợi ra cái vòng x100, x24 này anh em bắt đầu vào nhá. Rồi ok, nó ra nhiều quá nhiều về thú rồi, thì mình sẽ vào này, thú 500 đúng không? Rồi ok, và thêm khoảng tầm là 200k đó, 100k 50k. Thì tổng mình vào lần này thì nó sẽ rơi khoảng tầm là 1M, đúng 1M VIN anh em nhé. Và anh em sau anh em để ý nhé, tôi là có tổng tất cả là 3.950.000. Thì sau một cái vòng này thì mình thắng khoảng tầm bao nhiêu anh em ạ? Đó, rồi ok. Vòng này thì nếu mà về như thế này là mình bị âm mất khoảng tầm là 25.000 đó. Nhưng mà anh em hãy nghĩ là tôi vào tôi theo cửa này là tôi theo cái kiểu là
nguyên cái cầu bên chim anh em ạ, nguyên cầu bên chim anh em nhá. Đó, cực tiếp một phát nữa anh em ạ, cứ giải đều như thế thôi. Đó, về bên, nói chung là về bên nào thì nó cũng không bao giờ nó có thể là mất mát được anh em ạ. Tỷ lệ thắng của anh em nó rất cao. Bây giờ tôi nói ví dụ nhá, bây giờ là về con công đi. Đó, x8 anh em ạ, x8 ngon anh em ạ. Thưa anh em ơi, là 3 triệu, tôi có là tất cả là 4.950.000. Đó, sau một vòng này của tôi là tôi lên khoảng tầm là 150.000. Đó, đúng rồi anh em, chơi cách bền bỉ thì mình lại giải tiếp một lần nữa. Đó, cực kỳ ổn định luôn anh em, là áp dụng nghĩa là giải 4 cầu quy định ra 1M. Đấy, nếu mà về x6 nữa thì thôi là quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Nếu mà anh em căn ke nhá, nếu mà căn ke giả dụ bây giờ là 200k, nếu mà về được thì là nó lên khoảng tầm là 1.2 triệu, thì anh em căn ke nó như thế này anh em ạ. Đây, 500k này, 500 khoảng tầm 20. Đấy, còn cái này là 100 này. Đó, 50. Và cái này là khoảng tầm là 180 thôi. Đó, thì là anh em, và nói chung là vào cái cầu bên nào thì anh em cũng được ăn. Đó, ví dụ nếu mà vào cầu bên phú này, đây, có lời luôn anh em ạ, có lời luôn. Đó, thì nghĩa là cách chơi này của tôi thì nó sẽ là cực kỳ là hiệu quả. Tỷ lệ nó thắng nó rơi khoảng tầm là 98-99% trường hợp là như họa huần thì nó vào cầu bên này. Nếu anh em nào bền bỉ hơn thì đợi cầu bên này nó ra rồi, nó không thể nào về liền tự kề là x100 xong x24 xong là x124, không bao giờ có tỷ lệ đấy. Nó đã về rồi, ít khi nó về lại lắm anh em ạ. Đó, còn nếu mà trường hợp này về này, đó, về một câu này thì ok, thắng luôn anh em ạ, lên. Đó, với cách ăn lon này nó không được nhiều nhưng mà nó sẽ tỷ lệ nó sẽ zin anh em, thấy không, thả vài tay là được 300k rồi. Nếu mà anh em nghĩ mà cái cầu này nó về bồ câu rồi, đấy, nó về bồ câu rồi đúng không, còn con x12 mình chưa vào thì mình có thể là bỏ bồ câu đi, mình vào x12. Đó, nghĩa là tôi làm sao tôi muốn cho anh em biết là cách chơi của mình nó sẽ hiệu quả. Đó, cực kỳ hiệu quả rồi, phát này là làm được luôn này. Đó, ok cho anh em, mỗi lần công cóp tích nhỏ lại một tí, mỗi hôm một tí rồi nó, anh em có thể thấy là lên khoảng tầm là tôi lời khoảng tầm là 490.000 rồi. Đó, với tại sao khi mà anh em chơi đây, tôi thả lên tay nữa anh em ạ, cứ thế tôi bấm thôi. Đó, còn nếu mà trường hợp mà về quá nhiều chim anh em lại xoay sang phú, đó, hoặc là về quá nhiều x8 thì anh em lại quay sang x12, mà về x12 nhiều thì anh em lại quay sang x6. Đó, mỗi lần một ít như thế là anh em gom góp đủ 500-600 rồi. Tôi nghĩ kiếm 500-600 không khó một chút nào đâu. Anh em cứ áp dụng theo đúng công thức của tôi, và hãy nhớ là khi mà tôi đã nói ra một công thức thì tất nhiên là tôi áp dụng công thức đó zin 100%. Đó, không thay đổi cái gì cả, vì tôi biết là tỷ lệ nó rơi vào tầm là 98-99%. Đó, thì anh em cứ áp dụng theo công thức đó thì tỷ lệ thua của anh em cực nhiều. Còn trừ khi các bạn nào muốn gấp tiếp lên, đó, thì nó sẽ lên cực kỳ nhanh, nhưng mà gặp phải gãy dãy cầu mà mình thua, mà mình không biết thì nó thua cực kỳ xuống đáy luôn anh em ạ. Lúc đấy lại nhắn tin cho bạn bè hỏi mượn tiền rồi, anh chị em trong nhà con chỉ bán được bán hết, thành ra nó bị dở anh em nhé. Rồi, hôm nay chia sẻ cho anh em đôi chút về cách chơi của con game quay thú, thì mình lại rút ra hàng tầm là 658 luôn. Đó, ok, với những chi tiết nhỏ nhặt này anh em để ý chút là được anh em nhé. Rồi, và nếu các bạn thích kênh YouTube của mình thì hãy bấm một like, một share và một chia sẻ, và đón chờ những video mới nhất của mình. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo, và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye anh em.